trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bến Tre tổ chức đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 212 đại biểu chính thức. Trước đó, chiều 15 tháng 9 năm 2022, đại hội đã thực hiện xong phiên họp trù bị. Quỹ viên ban thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó Tư lệnh Quân Khu Chính, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Hội cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Tướng Thanh. Về phía tỉnh, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam. Đại hội đã hoàn thành chương trình báo cáo tự kiểm điểm của ban chấp hành khóa 6, báo cáo tổng hợp kết quả tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của Đại hội Hội cựu Chiến binh các huyện, thành phố. Hội khối 487 vào văn kiện Hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo thực hiện điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam khóa 6 và nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam trình đại hội toàn quốc lần thứ bảy. Thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa 6, trình đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ bảy nhiệm kỳ 2022-2027, thảo luận dân kiện cấp tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 7, 2022-2027, gồm có 21 đồng chí, bầu ban thường vụ 7 đồng chí, bầu ban kiểm tra 5 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên 4 đồng chí và một đại biểu dự khuyết. Thiếu tướng Lê Công Trường tái đắc cử, được đại hội bầu là chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận những đóng góp quan trọng, biểu dương kết quả đóng góp của Hội cựu chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội, gắn với các chương trình kinh tế xã hội của địa phương, dẫn động cán bộ, hội viên gương mẫu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị dân minh, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tiếp tục triển khai tốt phong trào cụ chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong cụ chiến binh, động viên giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, để ngày càng có nhiều cụ chiến binh có kinh tế khá và giàu trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tặng giấy khen cho 43 tập thể cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng hội.